Mọi người thường nói khó quên nhất là quãng thời gian khi còn đi học, đặc biệt là 3 năm cấp 3. Có lẽ đúng là như vậy, vì mới hôm nào còn bên nhau, nay chúng tôi đã sắp phải lìa xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè. Ngày ấy, đến học ở Trương Định với tôi gần như là một cơn ác mộng. Những tin đồn về ngôi trường đã đem lại cho tôi rất nhiều ác cảm. Thiết nghĩ chỉ vì gần nhà mà phải học ở đó 3 năm, sao mà dài vậy? Nhưng khi sống và học tập trong tập thể A7, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ của mình. Lớp tôi là một tập thể đa màu sắc, mỗi người đều có những thế mạnh, cá tính riêng, tạo nên một môi trường học năng động và sáng tạo. A7 có bướng bỉnh, không nghịch ngợm, nhưng lại rất đoàn kết và sống tình cảm với nhau. Với sự giúp đỡ tận tình của cô chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn, chúng em luôn đạt được những thành tích cao trong phong trào hoạt động của trường lớp. Và giờ đây, A7 đã là những học sinh cuối cấp, sắp phải đối mặt với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cảm giác ấy, biết nói thế nào nhỉ? Những cảm xúc đan xen lẫn lộn, một chút bối rối, lo lắng và tiếc nuối. Bối rối vì những cảm xúc đầu đời chưa dám nói ra. Lo lắng vì phải chuẩn bị hành trang cho cuộc thi quan trọng trong cuộc đời. Và day dứt nhất là sự tiếc nuối của những kỷ niệm tuổi học trò. Để không bỏ lỡ những điều tuyệt vời còn lại, trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ đóng góp hết sức mình để xây dựng tập thể đoàn kết và vững mạnh. Sau này, trên con đường sự nghiệp, chúng em sẽ phải tự đi trên đôi chân của chính mình. Lúc ấy sẽ nhớ lắm khoảng thời gian còn là học sinh, được sống dưới sự bao bọc của nhà trường và được các cô dìu dắt, chỉ bảo từng lời ăn tiếng nói. Nhân dịp ngày 20 tháng 11, em chúc các thầy cô sẽ có một ngày nhà giáo thật ý nghĩa, luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là thành công trong sự nghiệp chồng người của mình. Chào bạn, bạn có cảm nghĩ gì về khi mình là học sinh cuối cấp không ạ? Hiện tại mình khá là nghẹn ngào và bồi hồi vì mấy tháng nữa mình sẽ tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông để tốt nghiệp và trở thành cựu học sinh của trường Dương Định. Và bạn cho mình hỏi thêm một câu là cảm giác của bạn như nào khi vào trường Trung học Phổ thông Trương Định? Đây có lẽ là quyết định rất đúng đắn của mình, vì sau khi vào đây mình gặp được rất nhiều bạn tốt và thầy cô giáo rất tâm huyết. Mình thật sự rất là trân trọng những khoảnh khắc của mình khi ở trường Trung học Phổ thông Trương Định. Sắp không phải từ sớm đi học rồi. Cho mình hỏi tôi nữa là bạn có phối hợp khi vào trường? Lúc đầu thì cũng hơi tiếc nhưng mà bây giờ mình rất là vui. Cảm giác hơi lo và hơi sợ nhưng mà mình cũng rất là vui khi mình được làm học sinh cuối cấp ở trường Châu Định. Bạn có hối hận khi vào trường này không? Từ đầu là có một chút là mình cũng hơi là bị tâm lý vì vào trường này, nhưng mà mình nghĩ lại vào đây là rất vui. Nhân ngày 20/11 em chúc các cô xinh đẹp, tâm lý với học sinh và luôn thành công trong công việc. Nhân dịp 20 tháng 11 này em chúc các cô khỏe, xinh đẹp và thành công trong công việc. Ca sĩ Mai Trang.
xấu quá. Bao tôi đẹp trai, che mặt. Rồi, không có tôi nữa. Bạn có lẽ là chị không? Rồi,